cũng như các phóng viên, nhà báo đại diện cho các cơ quan báo chí và truyền thông đã có mặt trong sự kiện lễ họp báo ra mắt Volkswagen Telemonice ngày hôm nay. Giang Hồng rất hân hạnh khi được là người dẫn dắt và đồng hành cùng với quý vị trong một sự kiện thật đặc biệt như thế này.